chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi, ủng hộ Trà Bi nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Xin đừng chờ 30 Tết mới mùa hoa, lời nhắn hộ nỗi niềm người bán hoa. Trong những năm trở lại đây, tình trạng mua hoa sát thời khắc giao thừa luôn là một vấn đề nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Mỗi dịp năm mới xuân sang, trên các diễn đàn mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết với nội dung nhắn gửi người dân không nên mua hoa vào sát đêm giao thừa. Bởi họ cho rằng giá trị của cây hoa được người mua trả giá quá rẻ, không tương xứng với công sức mà những người nông dân dành ra trồng trọt trong suốt một năm qua. Tình trạng mua hoa đêm 30 Tết đã không còn quá lạ lẫm với xã hội ngày nay. Vì vậy, đến hẹn lại lên vào mỗi dịp giao thừa, trên mạng xã hội lại xuất hiện những bài viết chia sẻ nỗi khổ của những người bán hoa thời điểm xuân tới. Những bài đăng thường có nội dung về không nên đi mua hoa vào 30 Tết nếu gia đình có điều kiện mua trước lúc đó. Nguyên do bởi không người nông dân nào lại muốn cận kề thời khắc chuyển giao năm mới họ mới bán được hàng. Ngoài ra, bài đăng còn đưa ra hàng loạt hoàn cảnh khổ cực của người bán, như là mang cả chăn màn ra chỗ bán ngủ trong hàng suốt tuần, đứng giữa thời tiết giá rét, đêm ngủ co ro trong bạt. Đối với các người mua, họ nghĩ nếu mua bán vào thời điểm này thì giá thành sẽ rẻ hơn nhiều so với các ngày trước đó. Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc về giá cả thôi thì sẽ rất nhiều thiếu sót nếu không đề cập tới hoàn cảnh của người bán, người nông dân. Hàng ngày hàng đêm, họ phải cầm cuội chăm sóc từng cành cây gốc rễ trong suốt một năm qua để nhận được thành quả là những bông hoa tươi đẹp nở rộ vào dịp Tết âm lịch. Trước bài viết trên, nhiều người đã để lại bình luận trái chiều về vấn đề này. Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng cho rằng người bán nên đưa ra giá tiền hợp lý, có thế thì người mua kẻ bán mới thuận lòng nhau. Nghĩ cũng thấy tội cho người ta, cả năm mới có dịp để bán thì nhiều người lại mua hoa vào 30 Tết để giá giảm hơn mấy chục ngàn thì chịu thôi, làm sao người ta lãi lời gì được. Hãy tưởng tượng đến cảnh dưới đêm trời gió lạnh mưa phùn, người ta phải đứng, phải nằm co ro trong hoa, còn bạn đang nằm trong chăn ấm áp thì mua hoa vào đêm 30 Tết là điều không nên. Người bán cũng muốn có Tết ấm no mà mọi người. Bán hoa hay bán gì thì cũng thế thôi, đầu tư thì phải tính đến rủi ro, lấy vừa phải mà thôi. Tôi cũng bán hàng đây, mọi người tưởng bán không hết thì được trả lại ư? Không có đâu, lấy ít lấy vừa cho đắt hàng. Không dừng lại tại đó, một số ý kiến cũng cho biết, nếu trước ngày 30 Tết, những người bán hàng không nói giá quá cao thì cũng sẽ không có chuyện người mua quá muộn như vậy. Nếu cứ bán đúng giá thì sẽ không có chuyện 30 mới đi mua đầu các bác ạ. Bạn mình trồng hoa tại vườn, Tết chỉ bán có 150.000 một cặp. Nói chung, chưa tới Tết nhà nó bán hết, một cặp lời chỉ 25.000. Mà tính nó thật thà nên ai cũng ủng hộ, nên là tùy theo mình chọn cách bán mà thôi. Suy cho cùng, giá cả cứ hợp lý thì người dân người ta sẽ mua ngay. Mua trước chứ còn nói thì bên nào chả có lý của bên đó. Thuận mua vừa bán, nếu hét giá trên trời thì làm sao mua được. Thực ra cũng cảm thấy người trồng hoa cực khổ, nhưng mình cũng không đủ khả năng để trả một số tiền lớn như vậy. Bán một giá đi, đừng bán đắt quá. Người lao động thì lấy đâu ra nhiều tiền mà bán giá cao vậy. Thế nên người ta mới phải đợi chờ đến 30 mới mua. Qua câu chuyện mua hoa hay không mua hoa vào 30 Tết này, có thể thấy mặc dù giá hoa có thể giảm nhiều lần so với các ngày trước đó do sát đêm giao thừa, nhưng dù rẻ đến đâu đi chăng nữa, nếu để ý sẽ nhận thấy nét mặt của người bán hàng thoảng nét buồn rầu. Chúng ta luôn muốn được đón chào năm mới một cách vui vẻ, những người nông dân bán hàng cũng thế thôi. Ai chẳng cầu mong năm mới xuân sang thật bình yên và trọn vẹn. Vì vậy, hãy hạn chế mua hoa vào 30 Tết và nếu lỡ có thì hãy đưa ra một mức giá phù hợp với cây hoa đó để không phụ công chăm sóc hoa của họ nhé. Peace.